Thực sự đây là một trong những ngày quan trọng trọng đại nhất trong cuộc đời của chúng con và là ngày hạnh phúc nhất. Và hôm nay dưới cái thời tiết của mùa hè như thế này mà thấy cô dì, chú bác, họ hàng hai bên cùng toàn thể anh em, bạn bè, bằng hữu đến chung vui với cái niềm vui của chúng con. Thực sự là chúng con vô cùng cảm động, vô cùng hạnh phúc. Và trong ngày lễ trọng đại này, cho phép con được trân trọng gửi tới toàn thể ông bà, cô dì, chú bác, toàn thể họ hàng đứng ngoài hai bên và toàn thể anh em, bạn bè lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và trong buổi lễ này, cho phép con được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến bố mẹ hai bên đã sinh thành ra chúng con, đã tác hợp cho chúng con để chúng con có được ngày vui ngày hôm nay. Và không biết nói gì hơn, cho con được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể tất cả mọi người đã đến chúc phúc cho vợ chồng chúng con. Và lời cuối cùng thì cho con được không biết nói gì hơn ạ, con chỉ biết là rất là cảm động và rất là biết ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, một tràng pháo tay để cho chúng con xin hứa là sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật là hạnh phúc, sẽ rất là chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ hai bên và để thật sự bỏ quá, tập xin tiêu hay là vâng, để sinh những đứa cháu mà môi son giống mẹ, mắt tròn giống cha, mà làn da trắng nón trắng nhà, tính tình hiền hòa giống bà giống ông, phải không ạ? Vâng, một tràng pháo tay nữa. Vâng, rất là tuyệt vời, có vài lời ngắn. Những người đã đem lại sức khỏe cho cộng đồng. Vâng, và quý vị hãy cùng đồng chí